Hi, welcome back to my channel, Starsky to Go. Rainbow Friend, okay. Đã đủ 15 người, và bây giờ sẽ chờ chủ phòng ăn thôi. Going on a free shift. Chào tôi anh. Hình như mới thêm một chiếc hộp này. Và chiếc hộp này khá đẹp mắt. Một trên 12 người rồi. Và 12 người đã đủ. Game starting. Anh chàng này AFK. Hai lần chín nó bị bắt. Và trong tựa game này thì các bạn sẽ phải tìm những chiếc hộp, sau đó thì sẽ đặt tại vị trí cũ. Thì đó thì các bạn sẽ hoàn thành tựa game này và cứu thoát anh chàng đó, và hoàn thành được phần 1 tựa game này. Và lúc đó các bạn sẽ được chuyển luôn sang phần 2, đó là sẽ gặp Green Rainbow. Và phần đầu tiên này các bạn sẽ phải đối đầu với anh chàng, đó chính là Blue Rainbow. Good luck, ok. Yes, Luis. Những chàng này toàn đi theo mình thôi. Không chịu tìm kiếm, cứ đi theo mình làm gì. Anh chàng này còn phải dùng cái này nữa, thì bao giờ đi nhanh được. Ngay chỗ Rainbow. Chạy luôn. Có những anh chàng thì khi kiếm được những chiếc hộp thì anh ta lại không đến đó để đặt, và anh ta cứ đi xung quanh thôi, đi lung tung. Cho nên nhiều lúc muốn hoàn thành được nhanh chắc hơn thì cứ phải đợi những người đó rất là lề mề và rất là lâu. Không biết đây có gì không. Chứng tỏ là họ đã lấy hết rồi. Và bây giờ chỉ chờ mọi người đặt vào thôi. Mình sẽ lên xem đặt gần đủ chưa. Wow, còn 4 cái nữa. 4 cái. Wow, những trò này tìm kiếm khá là kém. 1 cái được rồi này. 1 cái dưới đây.
đó các bạn sẽ đi tìm hai cái còn lại, sau đó thì sẽ đọc vào, và lúc đó thì các bạn sẽ hoàn thành được cái này. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Đàm chú gà cũng tăng này khá là khỏe. Và tiếp tục thì mình sẽ chọn anh chàng này tiếp đi. Ok. Của mình lấy chữ D. Đương nhiên phải là chữ C rồi. Chàng này chữ E. What? Thôi rồi. Phần này thì các bạn sẽ phải đợi để mua thêm một cái nữa thì cũng may ra mới thành công được. Nhưng mà biết đâu, bất ngờ thắng rồi. Ok. Ok, let's go. Wow. Rồi. Và tiếp tục tựa game thứ 3. Nếu các bạn muốn được nhiều tiền hơn nữa thì các bạn có thể ấn vào đây và xem một phần quảng cáo, lúc đó thì các bạn sẽ khỏe lên. Wow, mình ấn nhầm rồi. Nhưng sao, bởi vì mình không bật wifi cho nên nó sẽ quay lại thôi. Đó. Bot này có vẻ khá là mạnh. Let's go. Rồi, và tiếp tục tựa game thứ 4. Các bạn like, share, subscribe ủng hộ cho mình nha. Ok. Oh my gosh, còn có 4 người thôi.
Let's go. Oh my gosh. Two other guys. Wow. Rồi không sao. Và bây giờ thì mình sẽ phải đi lấy và trả thù. Ok. Oh my god. Ready? No, no. Ok. Biết có thành công vừa lại không? Rồi vào tự nhiên thứ năm cũng là Mega và gì đây? Bây giờ thì mình sẽ mua cái gì đây? Anh chàng này cũng khá là khỏe này. Mua cái này đi. Let's go. Bot này có vẻ khá là khỏe. Đi rồi. Anh chàng bot này có vẻ khỏe hơn gấp đôi. Rất là trâu. Anh ta khá là trâu luôn. Không thể lấy được ở đây. Đúng rồi, phải đó. Các bạn sẽ phải đợi hồi trong hộp này. Và khi đó mình nhiều tiền, lúc đó các bạn sẽ nâng cấp để cho khỏe của anh chàng này. Còn nếu không thì các bạn không bao giờ có thể thắng được. Bởi vì đây là một chúng tay khá là mạnh. Ok. Rồi vào bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Green Rainbow. Lỗi rồi, tôi đang không hiện để các bạn có thể ấn được vào đây.
đó. Có là cứ thế là chạy, và khi chạy hết thì Vinny sẽ thắng. Và mình cũng không thấy được cái để ấn ở đây đâu cả. Có thể là bị lỗi. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ 7. Let go. Chín mươi sáu phần trăm rồi, lên nữa đi nào, bị lý do gì đây, còn lại sao nào? Ồ, bắt buộc phải bật wifi thì các bạn mới chơi được tại chỗ này. Wow. Mega Master. Rồi, và tiếp tục tự game tiếp theo. Ok. Rồi và mình xin phép dừng clip tới đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.